Book, tức là làm việc với file excel thế để làm việc với file excel thì chúng ta sẽ có một số cái công việc chính hay phải làm đó ví dụ như là tạo một cái file excel mới này hay là mở một file excel đã có sẵn rồi lưu lại nội dung của một file excel hoặc là lưu một file excel dưới một cái tên khác và cuối cùng là đóng cái file excel đó lại được. thì đấy là những cái thao tác hay gặp chúng ta thường sử dụng ở trên excel thì để có thể làm được cái việc này bạn sẽ vào thẻ file trong thẻ file chúng ta sẽ thấy xuất hiện các cái nội dung như là chọn new rồi open, new là tạo mới một file Excel, rồi open là mở một file Excel đã có. Save là lưu cái file Excel đó lại. Save as là lưu file Excel dưới một cái tên khác hay là một cái định dạng khác và close là đóng file Excel đó lại. Thì đấy là những cái vị trí thao tác mà chúng ta hay phải sử dụng liên quan tới file Excel. Và đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái phím tắt giúp cho cái thao tác này diễn ra lại nhanh hơn thay vì việc chúng ta phải mở thẻ file ra thì chúng ta có thể làm việc trực tiếp ngay ở trên file Excel. Ngay trong cái màn hình làm việc của Excel này chúng ta cũng có thể gọi ra được cái thao tác đó bằng cách để tạo một file Excel mới, các bạn bấm phím Ctrl cộng với N. Đây mình sẽ bấm này, Ctrl cộng với N. Đó, và như vậy đã có một cái workbook 3 xuất hiện. Đấy, các bạn để ý này, chúng ta có ô book 1 này và bấm Ctrl N này thì sẽ xuất hiện ô book mới và ô book này sẽ là ô book thứ tư. Mình sẽ bấm Ctrl N và các bạn để ý phần phía trên tên của ô book, chúng ta sẽ thấy có ô book 4 xuất hiện. Ctrl N. Đó, o book 4 đã xuất hiện. Thì đấy là tạo mới một file Excel phím tắt Ctrl N. Tiếp theo để mở một file Excel đã có thì chúng ta có thể sử dụng phím tắt là Ctrl cộng với O. O là viết tắt của Open. Ctrl O, chúng ta sẽ mở ra một cái thư mục Open của Excel và chúng ta chọn file. Những cái file gần nhất đang mở hoặc là chúng ta sẽ chọn Browse để duyệt tới cái thư mục chứa file Excel. Đấy, đấy chính là cái cách để chúng ta sử dụng phím tắt Ctrl O để mở file Excel. Tiếp theo là để lưu file Excel chúng ta sẽ có Ctrl S là viết tắt cho cái chữ save Ctrl và S Đấy, để lưu file Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể sử dụng phím F12 ở trên bàn phím F12 trên bàn phím sẽ mở ra cái cửa sổ save S để bạn có thể lưu chữ file Excel dưới một cái tên khác hoặc là một cái định dạng file khác Tên file bạn sẽ nhập vị trí file name, định dạng file bạn sẽ chọn ở vị trí Save as type. Bạn chọn loại định dạng file nào thì chúng ta sẽ lưu dưới định dạng file đó. Ví dụ như là định dạng file Excel book hoặc là định dạng PDF. Đấy. Sau khi nhập xong nội dung, tên file và định dạng file, bạn có thể bấm nút Save để lưu file lại. Muốn hủy cái thao tác lưu file này thì bạn bấm nút Cancel. đó thì đấy là cái thao tác liên quan tới lưu file và để đóng file Excel thì sẽ có cách rất là đơn giản đó là bạn bấm vào vị trí chữ X ở bên góc bên trái đó thì đóng file lại hoặc phím tắt là An cộng với F4 đó thì nó cũng đóng file nó tương tự với cái thao tác bạn chọn kích chuột vào vị trí nút Close này thì đấy là những nội dung chúng ta hay phải làm việc liên quan tới một cái file Excel thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài tiếp theo